Mình mới nhận được một hàng từ Shopee. Thì ra đây là bộ dụng cụ làm bếp ngay dịp Sài Gòn áp dụng chỉ thị 16. Sắm ngay một bộ dụng cụ làm bếp trong lúc này là quá thích hợp. Shop này dễ thương lắm nha. Cái này là miếng nốt ly mình được tặng nè. Mình đặt hai miếng lót nồi silicon, mục đích vừa chống nóng vừa để trang trí cho bàn ăn. Những ai đang xài bàn gỗ nên sắm thêm em này để bàn mình không bị mục nha. Nè mọi người thấy dễ thương không? Trang đặt bộ dụng cụ làm bếp màu xanh nhìn rất pastel, nhẹ nhàng và mát mắt. Có điều hộp này mình thấy không được cứng cáp cho lắm. Bộ này mình thấy rất là đa năng luôn, vừa làm bếp vừa làm bánh. Bạn nào chưa biết làm bánh thì mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp rồi đó. Chất liệu được làm từ silicon. Thích một chỗ ở chất liệu này là không làm chày nồi, cho nên tuổi thọ của nồi sẽ lâu hơn hơn. Ngoài ra mình khá bất ngờ là nó to và rất là cứng cáp, đặc biệt là các cán gỗ đang cầm rất chắc tay mà còn thẩm mỹ nữa. Dùng để trang trí nhà bếp là xuất sắc luôn. Mà nó thiệt là có nhiều cái mình không biết là có tác dụng gì nữa, có nhiều loại lần đầu tiên mình mới thấy luôn á. Mình chắc chắn với mọi người cầm bộ này lên sẽ có cảm giác yêu bếp và muốn nấu ăn giống mình cho mà xem. Nói chung mình thấy bộ bếp này đáng mua, vừa đẹp lại hợp túi tiền, mà quan trọng là chủ shop cũng dễ thương nữa. Tặng miếng lót ly cứ tưởng không cần nhưng cần không tưởng. Bạn nào muốn mua thì bấm vào link bio mình để trên tiểu sử nha. Thấy hay thì thả tim và follow mình nhé. Bye bye.